Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Đức Hùng, 30 tuổi, quê Con Tum để điều tra hành vi sử dụng công nghệ cao quay lén phòng nghỉ các khách sạn trên địa bàn thành phố để cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, thì từ tháng 8 năm 2020 đến nay, Công an thành phố Dĩ An nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao gắn ở các phòng trong khách sạn, nhà nghỉ, quay lại cảnh quan hệ tình dục của các cặp tình nhân để tống tiền. Nếu không chuyển tiền thì hình ảnh sẽ bị tung lên mạng hoặc gửi cho người thân. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã lắp các camera dưới TV trong phòng khách sạn, nhà nghỉ để quay lén, sau đó uy hiếp nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Các thiết bị này được mua trên mạng với giá là 1,5 triệu đồng một bộ. Đối tượng đã lắp đặt camera quay lén tại 6 khách sạn trên địa bàn thành phố Dĩ An, chiếm đoạt của 6 cặp tình nhân từ 10 đến 30 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ.